Không phải Song Joong Ki, đây mới là nam thần duy nhất có đủ tư chất làm bạn trai Song Hye Kyo. Đẹp trai nổi tiếng giàu có đáng ngưỡng mộ là những gì khán giả có thể thấy ngay khi nhìn vào Lee Min Ho. Chính vì thế, nam diễn viên được đánh giá là nam thần có đủ tư chất sánh đôi cùng Song Hye Kyo nhất ở thời điểm hiện tại, sau khi Song Joong Ki công khai kết hôn. Boyfriend Material là cụm từ dùng để chỉ những chàng trai có đủ tư chất trở thành mẫu người yêu lý tưởng trong mắt phái đẹp, và Lee Min Ho hoàn toàn đáp ứng đủ yêu cầu này. Thậm chí khi xuất hiện bên cạnh những mỹ nhân nổi tiếng như Song Hye Kyo, anh chàng đã cho thấy mình hoàn toàn có đủ khí chất để sánh đôi bên đồng nghiệp khác giới. Lee Min Ho là nam diễn viên hàng đầu với vô số bộ phim nổi tiếng, các hoạt động từ thiện và ngay cả vẻ ngoài điển trai của anh cũng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Lee Min Ho bắt đầu danh vọng với Vườn Sao Băng, Boys Over Flowers. Bộ phim đã tạo nên cơn sốt với tỷ suất người xem cao ở Hàn Quốc và trở thành một hiện tượng văn hóa khắp châu Á. Vườn Sao Băng được coi là bộ phim tiên phong cho loạt phim thần tượng thanh xuân vườn trường Hàn Quốc và giúp Lee Min Ho cùng dàn diễn viên trong phim đổi đời nổi tiếng toàn cầu. Chàng công tử con nhà tài phiệt Goo Chun Myo đem lòng yêu nàng lọ lem Chandi được khán giả đánh giá là vai diễn thành công nhất của Lee Min Ho cho đến nay. Nam diễn viên tỏ ra sức hút bởi vẻ điển trai hào hoa và quá hợp vai. Anh trở thành chàng trai trong mơ của các fan nữ. Vườn Sao Băng cũng là bước khởi đầu cho loạt vai diễn đẹp trai con nhà giàu quyền lực của Lee Min Ho ở những tác phẩm sau này. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục bứt phá với City Hunter, đỉnh cao là với The Hair và nối dài chuỗi thành tích với Legend of the Blue Seas, Quân Vương Bất Diệt. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy tác phẩm tiêu biểu của anh không chỉ có một. Bên cạnh sự quyến rũ, tài năng diễn xuất và vẻ ngoài điển trai, có lẽ điều thực sự khiến Lee Min Ho được mọi người yêu mến chính là khí chất, sự tự tin quyến rũ mà anh thể hiện thông qua các bức ảnh chia sẻ trên Instagram. Ngắm loạt ảnh đời thường này, hiếm khán giả nữ không cảm thấy rung rinh trước vẻ đẹp cũng như sức hút mà anh chàng đem lại. Thế mới thấy, khán giả gán ghép anh chàng với Song Hye Kyo quả là không sai. Không kém cạnh Lee Min Ho, mỗi khi nhắc đến những tường thành nhan sắc của xứ Hàn, Song Hye Kyo chắc chắn là một cái tên tiêu biểu. Xuyên suốt sự nghiệp, chị đẹp sinh năm 1981 đã chinh phục khán giả bằng tài năng cùng vẻ đẹp trăm năm khó tìm của mình. Song Hye Kyo có nhiều tác phẩm để đời, một trong số đó là phim truyền hình Một Cho Tất Cả Onin, đóng cùng tài tử Lee Byung Hun. Bộ phim này ra mắt vào năm 2003 và đã tạo nên một cơn sốt vô cùng lớn. Thậm chí với chẳng ít khán giả, đây chính là tác phẩm hay nhất năm đó của màn ảnh Hàn ngữ. Mới đây, một fanpage cho những người yêu mến Song Hye Kyo đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp của mỹ nhân 41 tuổi ở Một Cho Tất Cả. Phía bên dưới đã có rất nhiều lời khen được dành cho Song Hye Kyo. Ngày ấy là cả bầu trời thanh xuân, giờ là vẻ đẹp của sự trưởng thành trong suy nghĩ, mãi yêu mến chị Song Hye Kyo. Trong Một Cho Tất Cả, chị Song Hye Kyo đẹp như tranh vẽ luôn ấy. Còn nhớ hồi học đại học năm 3 mình mê mệt phim này luôn, cả anh Kim Min Ha, Lee Byung Hun nữa, đẹp đôi thật sự. Thần tượng của tôi ngày còn ngồi ghế trung học, giờ tôi 40 tuổi rồi mà vẫn yêu chị ấy. Xinh đẹp dịu dàng bất chấp thời gian. Công nhận luôn, dù Song Hye Kyo đóng phim nào cũng xinh, nhưng Một Cho Tất Cả vẫn là đỉnh cao nhan sắc. Có thể thấy từ địa vị trong showbiz đến nhan sắc, Lee Min Ho quả thật là cái tên phù hợp để trở thành bạn trai của đàn chị.